Hello, em lại kính chào các bác nhá. Hôm nay là cái chậu địa lan Mặc Xuân có màu đỏ. Em muốn quay lên để giới thiệu tới các bạn yêu thích bộ môn địa lan nói chung và địa lan Mặc Xuân nói riêng. Đây là một cây địa lan có màu đỏ mà em đã sưu tầm cách đây hơn 2 năm và nó sổ ra được một cây đỏ như thế này các bác ạ. Trước thì em có mua được của một bác ở trên Cao Bằng mấy cân địa rừng và về em ươm trồng thì nó sổ ra được một cây đỏ như thế này, khá là đẹp đấy các bác ạ. Năm nay thì địa lan Mặc Xuân thì nó nở hầu như là không trúng Tết các bác ạ. Năm nay là nó nhuận 2 tháng 2 cho nên là việc nó nở đúng Tết thì cũng chỉ có một số cây nó nở đúng thôi, còn hầu như là ra riêng. Như khoảng thời gian như thế này, tháng 2 này thì nó mới nở đồng loạt, và nở rộ các bác ạ. Cây này của em thì nó được một gốc của nó được 5-6 cây và cũng được tách ra, cũng được thêm một chậu nữa các bác ạ. Trong cái tháng 2 này thì em có để ý trên các cái hội địa lan thì nhiều người đăng bài là đang tổ chức cuộc thi địa lan Thăng Long, và em có đọc được là cái cây địa lan đỏ Thủy Tiên đã được giải ba tại hội địa lan Thăng Long các bác ạ. Em quay sát cho các bác ngắm. Em rất là may mắn khi đã nở ra được một bông như thế này, và cần hoa của nó thì cũng đẹp, không bị mất cần và chiều hoa cũng ổn đấy các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào like, đăng ký ủng hộ kênh của em để cho em có động lực làm tiếp những video tiếp theo. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nhé trong cái năm 2023 này, và hãy sưu tầm cho mình được những cái chậu địa lan nói riêng và những chậu cây đẹp để trang trí, để thư giãn cho cuộc sống thêm thú vị các bác ạ. Năm ngoái thì cái cây này là của em nó cũng đã nở hoa rồi, thì năm nay em xem lại xem hoa nó có nhiều thay đổi không, nhưng mà cái hoa nó cũng không có sự thay đổi các bác ạ, vẫn cái màu như thế này. Đấy, như thế này thì cũng gọi là được gọi là màu đỏ rồi, và những cây đỏ thì trong tự nhiên thì nó cũng không có nhiều và cũng còn rất ít người sổ được những cây đỏ như thế này các bác ạ. Cây này là cây rừng
rừng Cao Bằng hay Bắc Cạn gì đấy. Thôi em kết thúc video ở đây đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.